Hướng dẫn sử dụng két sắt vân tay AFEBAO các series ALS. Bước 1 là cách mở két sắt bằng chìa khóa. Mình sẽ gạt cái lắp ở đây ra, sau đó cắm cái chìa chính vào, xoay chìa sang bên phải, tay nắm sẽ bật ra và mình xoay tay nắm sang bên phải và kéo cánh ra để mở két sắt. Thì đấy là cách mở két sắt bằng chìa khóa. Bước 2 là kiểm tra pin và thay pin cho két sắt bằng cách là trượt cái lắp ở đây ra sang bên trái, cạnh thẳng ra. Thì ở đây mình đã lắp sẵn 4 viên pin rồi, mình không phải thay nữa. Bước 3 là cài đặt mã số cho két sắt bằng cách ấn nhả set 1 một lần. Quay nhanh ra bảng điều khiển, mình sẽ nhập password mới là 4 số 8. Xác nhận bằng thăm, đến OK là mình đã đổi mật khẩu thành công. Bạn có thể đổi mật khẩu lên tới 8 ký tự. Bước 4 là cài vân tay cho két sắt bằng cách là ấn nhả phím set 2. Sau đó quay ra bảng điều khiển, mình sẽ chạm vân tay vào. Đèn OK hiện lên là mình đã cài vân tay thành công. Như vậy mình đã cài được một vân. Bạn phải cài từ 3 đến 5 vân tay. Ấn nhả set 2. Rồi, mình đã cài được 3 vân tay. Bước 5 là đóng két sắt lại và mở thử. Mình sẽ đóng cánh lại này, xoay tay cầm về bên trái. Sau đó xoay chìa khóa và rút chìa khóa ra. Khi mình mở thử, mình chỉ cần chạm vân tay vào đây. Sau đó chạm vân tay vừa cài vào. Chữ OK hiện lên, tay cầm sẽ bật ra. Và mình xoay tay cầm sang phải để mở két sắt ra. Mình sẽ thử bằng cái vân tay mình chưa cài bao giờ. Lập tức nó sẽ báo lâu ngay. Tiếp theo mình sẽ mở thử bằng mã số điện tử bằng cách là ấn thăng, ấn 4 số 8, ấn thăng lại, đến OK hiện lên, xoay cái tay cầm sang phải để mở két sắt ra. Đấy là mở thử két sắt bằng mã số. Bước 6 là kích hoạt chế độ mở kép bằng cách ấn giữ set 1 khoảng 3-5 giây. Khi mà có tiếng bíp kêu lên là chế độ mở kép đã được kích hoạt. Mình sẽ đóng két và mở thử chế độ mở kép. Xoay lại này. Khi mở thử thì mình sẽ quẹt vào, sau đó chạm vân tay. Đèn OK hiện lên, vẫn chưa mở được, mình phải ấn thăng hoặc là 4 số 8, ấn thăng, OK, lúc này mình mở được két sắt. Tức là mình phải sử dụng cả vân tay và mã số thì mới mở được két sắt. Bước 7 là kích hoạt lại chế độ mở song song, tức là vân tay cũng được và mã số cũng được, bằng cách ấn giữ set 1 khoảng 3-5 giây. Khi mà có tiếng bíp kêu lên là chế độ mở song song đã được kích hoạt. Tiếp theo mình sẽ đóng cánh và mà thử. Bây giờ mình quẹt vào cái bảng điều khiển, sau đó mình thử bằng mở bằng mã số. Như vậy mình đã mở được bằng mã số, tức là lúc này mình mở vân tay cũng được và mã số cũng được. Bước 8 là cách xóa toàn bộ vân tay bằng cách là ấn giữ phím set 2. Khi mà có tiếng bíp kêu lên thì toàn bộ vân tay sẽ bị xóa hết. Lúc này vân tay nào cũng có thể mở được két sắt. Sau đây là một số lưu ý trong quá trình sử dụng. Két sắt thì có trang bị cho mình hai chìa khóa, thì hai cái chìa khóa này mình phải để ở bên ngoài của két sắt. Thứ hai là két sắt có 4 viên pin 2A. Khi thay pin thì bạn phải thay pin tốt và nhớ là thay pin loại alkaline chất lượng để cho bo mạch được bền và ổn định. Đức Phương đã hướng dẫn cho bạn toàn bộ cái quy trình cài đặt két sắt ALS. Nếu các bạn có câu hỏi thì comment phía dưới. Xin cảm ơn.